Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt lớp 2 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài số 2 đó là bài thời gian của em. Phần đầu tiên sẽ là phần bài đọc số 1. Và trong bài đọc số 1 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa các bài tập có ở trong phần đọc hiểu. Để làm được các bài tập ở trong phần đọc hiểu này thì các em hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều trang 15. Sau đó các em sẽ lắng nghe cô đọc bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi của tác giả Bế Kiến Quốc. Sau đó các em sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời các bài tập có ở trong phần đọc hiểu của bài đọc 1 các em nhé. Bài đọc ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em bố cười. Ngày hôm qua ở lại. Trên cành hoa trong vườn. Nụ hồng lớn lên mãi. Đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại. Trong hạt lúa mẹ chồng cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong, ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con, con học hành chăm chỉ, là ngày qua vẫn còn bài thơ của tác giả Bế Kiến Quốc. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài đọc ngày hôm qua đâu rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào nội dung của bài đọc để đi trả lời các câu hỏi có ở trong phần đọc hiểu này các em nhé. Bài 1, em hãy ghi lại câu hỏi của bạn nhỏ trong bài đọc khi cầm tờ lịch cũ. Như vậy để trả lời được mà bài số 1 này thì chúng ta sẽ cùng cô đọc to khổ thơ đầu tiên trong bài thơ ngày hôm qua đâu rồi để tìm ra câu trả lời. Em cầm tờ lịch cũ, ngày hôm qua đâu rồi ra ngoài sân hỏi bố, xoa đầu em bố cười. Như vậy thì khi cầm tờ lịch cũ thì bạn nhỏ đã hỏi rằng ngày hôm qua đâu rồi? Vậy thì à, câu hỏi của bạn nhỏ khi cầm tờ lịch cũ đó là ngày hôm qua đâu rồi? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Bài 2 em hãy khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án chứa sự vật mà ngày hôm qua không ở lại theo lời của bố bạn nhỏ chim chích chòe, b quyển vở, c nụ hồng, d hạt lúa. Chúng ta sẽ à, quan sát à, nội dung của bài thơ để tìm ra câu trả lời. Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi đợi đến ngày tỏa hương ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ chồng cánh đồng chờ gặt hái chín vàng màu ước mong ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn như vậy thì à, những sự vật mà ngày hôm qua vẫn ở lại đó là Đầu tiên là quyển vở, ngày hôm qua ở lại trong vở hồng của con. Tiếp theo, đó là ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi và ngày hôm qua ở lại trong hạt lúa mẹ chồng. Như vậy thì chỉ có duy nhất một sự vật mà ngày hôm qua không ở lại đó chính là chim chích chòe. Vậy câu trả lời đúng cho bài số 2 chính là đáp án A. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Em hãy nối các hình ảnh với những từ ngữ sau cho phù hợp. Cô có hình ảnh bông lúa này, cô có hình ảnh bạn nhỏ đang làm bài tập này, cô có hình ảnh bông hoa hồng này, cô có từ ngữ là học hành chăm chỉ này, lớn lên này và chín vàng. Vậy thì bông lúa thì như thế nào các em nhỉ? Bông lúa thì chín vàng này. Bạn nhỏ thì học hành rất là chăm chỉ này. Còn cành hoa hồng thì lớn lên mỗi ngày này. Như vậy, ờ, hình ảnh bông lúa thì chín vàng, còn bạn nhỏ thì học hành chăm chỉ và bông hoa hồng thì lớn lên. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 2. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4. Theo em, người bố muốn khuyên người con điều gì? Em hãy đánh dấu tích vào ô trống trước đáp án đúng. Ở đây cô sẽ có 4 đáp án. Đáp án số 1, vì thời gian có nhiều nên con cứ sử dụng thoải mái. Đáp án số 2, thời gian là hữu hạn, con cần sử dụng dụng vào những việc có ích. Đáp án số 3. Thời gian có ít nên con không thể làm được việc gì cả. Đáp án số 4, tất cả các ý trên đều đúng Như vậy, à, theo em thì người bố muốn khuyên à, người con điều gì các em nhỉ À đó là thời gian của chúng ta là hữu hạn Do vậy mà chúng ta cần phải biết sử dụng thời gian và những việc có ích Vậy thì à, qua bài thơ ngày hôm qua đâu rồi thì người bố muốn khuyên thời, người con rằng Thời gian là hữu hạn, con cần sử dụng vào những việc có ích Vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ô trống của đứng trước đáp án số 2 Vậy thì à, qua bài thời gian của em thì anh cắt đi giúp em. Vậy thì qua bài ngày hôm qua đâu rồi thì chúng ta có thể hiểu được rằng là thời gian là hữu hạn. Do vậy mà chúng ta cần phải biết sử dụng thời gian một cách hợp lý, sử dụng thời gian vào những việc làm có ích. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Bài 1, em hãy quan sát tờ lịch dưới đây và điền chữ đờ vào ô trống đứng trước câu đúng điền chữ sờ và ô trống đứng trước câu sai trong mẫu câu sau. Các em thấy là hôm nay là ngày thứ ba, ngày mùng 3 tháng 9. Vậy thì ở đây cô sẽ có các ý. Hôm qua là thứ hai, ngày mùng 2 tháng 9. Ngày mai là thứ năm, ngày mùng 4 tháng 9. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 3 tháng 9. Ngày kia là thứ năm, ngày mùng 5 tháng 9. Như vậy, ở đây chúng ta thấy là hôm nay là thứ ba, ngày mùng 3 tháng 9. Vậy thì hôm qua là thứ hai, Ngày mùng 2 tháng 9 có đúng không các em? À, hôm qua chính là ngày mùng 2 là thứ hai của ngày mùng 2 tháng 9 thì hôm nay chính là thứ ba của ngày mùng 3 tháng 9. Như vậy ý đầu tiên sẽ là ý đúng chúng ta sẽ điền chữ Đ. Hôm nay là thứ ba ngày mùng 3 tháng 9 vậy thì hôm qua là thời gian đã đi qua rồi thì nó sẽ là thứ hai của ngày mùng 2 tháng 9. Tiếp theo, ngày mai là thứ năm ngày mùng 4 tháng 9. Vậy đáp án này đúng hay sai các em? Nếu hôm nay là thứ ba ngày mùng ba tháng chín Thì ngày mai sẽ phải là thứ tư ngày mùng bốn tháng chín Đúng không nào các em? Chứ không phải là thứ năm ngày mùng bốn tháng chín các em nhé Vậy đây sẽ là đáp án sai Chúng ta sẽ điền chữ sờ Tiếp theo Hôm nay là thứ ba ngày mùng ba tháng chín Vậy đây là đáp án đúng hay sai các em nhỉ? À đây là đáp án đúng các em nhé Chúng ta sẽ ghi chữ đờ Theo như đúng tờ lịch thì hôm nay là thứ ba ngày mùng ba tháng chín Thì à, đáp án Hôm nay là thứ 3 ngày mùng 3 tháng 9 là đáp án đúng. Tiếp theo ngày kia là thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 Vậy các em thấy là hôm nay là thứ ba ngày mùng 3 tháng 9 Thì ngày mai sẽ là thứ tư ngày mùng 4 tháng 9 Vậy thì ngày kia sẽ là thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 Vậy thì đáp án là ngày kia là thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 là đáp án đúng Chúng ta sẽ điền chữ đờ các em nhé Như vậy ở trong bài số 1 thì chúng ta sẽ có 3 đáp án đúng Là hôm qua là thứ hai ngày mùng 2 tháng 9 Hôm nay là thứ ba ngày mùng 3 tháng 9 tháng 9 và ngày kia là thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 thì đây chính là ba đáp án đúng các em nhé. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau. Cô sẽ có các từ đó là năm nay, năm sau, năm ngoái. Vậy thì ở đây chúng ta thấy chúng ta sẽ có ba chỗ trống chúng ta cần phải điền. Chỗ trống đầu tiên, lúc em còn hơi bé, em chỉ biết phụ mẹ rửa rau, quét nhà. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền là từ năm ngoái. Ở ô trống đầu tiên chúng ta sẽ điền từ năm ngoái, tức là năm ngoái lúc em còn hơi bé, em chỉ biết phụ mẹ rửa rau, quét nhà, nhưng năm nay em đã có thể rửa cả bát, trồng cây cùng bố. Vậy ở ô trống số 2 chúng ta sẽ điền từ năm nay. Nhưng năm nay em đã có thể rửa cả bát trồng cây cùng bố. Em hy vọng năm sau em sẽ cao lớn hơn để có thể phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà. Vậy ở ô trống số 3 chúng ta sẽ điền từ năm sau. Sau khi chúng ta đã điền được các từ ngữ còn thiếu vào ô trống thì chúng ta sẽ được cả đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Năm ngoái lúc em còn hơi bé, em chỉ biết phụ mẹ rửa rau, quét nhà. Nhưng năm nay em đã có thể rửa cả bát trồng cây cùng bố, em hy vọng năm sau em sẽ cao lớn hơn để có thể phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 2. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3, đó là bài nối. Ở đây cô sẽ có các thời gian như là tuần, tháng, năm thì đều là những từ chỉ thời gian. Tiếp theo, ở phía bên tay phải cô sẽ có bạn ý nghĩa đầu tiên là bao gồm 12 tháng, thường có 365 ngày hoặc 366 ngày. Ý nghĩa thứ hai là thường có 30 ngày hoặc 31 ngày. Ý nghĩa thứ ba là gồm có 7 ngày. Như vậy, một tuần thì thường sẽ có mấy ngày các em nhỉ? Một tuần thì gồm có 7 ngày. Như vậy, Chúng ta sẽ nối tuần là gồm có 7 ngày. Còn tháng thì thường sẽ có 30 ngày hoặc 31 ngày. Vậy chúng ta sẽ nối tháng là thường có 30 ngày hoặc 31 ngày. Còn năm thì sẽ bao gồm 12 tháng, thường có 365 ngày hoặc 366 ngày. Như vậy là qua bài số 3 chúng ta có thể biết được một tuần thì sẽ gồm có 7 ngày và một tháng thì thường sẽ có 30 ngày hoặc là 31 ngày và một năm thì sẽ bao gồm 12 tháng và thường có 365 ngày hoặc là 366 ngày. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4. Em hãy điền các năm vào ô trống theo đúng thứ tự của thời gian. Đầu tiên là năm 2021, tiếp đến sẽ là năm 2022. Theo thứ tự thời gian tăng dần này, sau đến là năm 2023, tiếp theo là năm 2024 và tiếp theo nữa là năm 2025. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài viết 1. Bài 1 là bài nghe viết. Các em sẽ lắng nghe cô đọc một đoạn trích trong bài thơ Thời gian. Sau đó chúng ta sẽ viết lại bài thơ này vào trong vở bài tập của mình. Bài thơ Thời gian, vòng bánh xe thời gian quay xám màu năm tháng, tóc ai vương bụi phấn phai cùng màu thời gian. Các em lưu ý đây là bài nghe viết thì khi viết chúng ta cần phải viết đúng chính tả, viết nắn nót, viết thật là đẹp. Và với bài nghe viết này thì các em có thể viết ra vở bài tập, ra giấy kiểm tra hoặc là ra vở ô ly đều được các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2, em hãy nối chữ với hình thích hợp. Ở đây chúng ta sẽ có chữ ngờ đơn và chữ ngờ kép. Ở đây thì cô sẽ có các hình như sau. Hình đầu tiên các em nhìn thấy ở đây chính là hình con ngựa. Hình thứ hai chúng ta thấy là hình củ nghệ. Hình số 3 ở đây là hình con nghé. Hình số 4 là hình bắp ngô. Hình số 5 là hình con ngao. Hình số 6 là hình ngọc trai. Hình số 7 là nghe. Hình số 8 là suy nghĩ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nối các hình với các chữ sao cho thích hợp. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có tiếng ngựa thì được bắt đầu bằng chữ ngờ đơn. Vậy chúng ta sẽ nối bức tranh số 1 với chữ ngờ đơn. Bức tranh số 2 là chữ nghệ Nghệ thì đứng trước chữ E thì bao giờ cũng là à, ngờ kép được không nào các em Như vậy thì ở đây chúng ta là nghệ được bắt đầu bằng ngờ kép thì chúng ta sẽ nối với chữ ngờ kép này tiếp theo ở đây chúng ta có từ nghé nghé cũng là bắt đầu bằng chữ ngờ kép thì chúng ta sẽ nối với chữ ngờ kép ở đây chúng ta có chữ ngô ngô thì được bắt đầu bằng ngờ đơn thì chúng ta sẽ nối với chữ ngờ đơn ngao cũng được bắt đầu bằng ngờ đơn chúng ta sẽ nối với chữ ngờ đơn ngọc trai cũng được bắt đầu bằng ngờ đơn thì chúng ta sẽ nối với chữ ngờ đơn nghe thì được bắt đầu bằng ngờ kép chúng ta sẽ nối với chữ ngờ kép và suy nghĩ chúng ta có tiếng nghĩ được bắt đầu bằng chữ ngờ kép thì chúng ta sẽ nối với chữ ngờ kép như vậy, các em sẽ hiểu quy tắc chính tả là ngờ kép sẽ đứng trước các chữ là chữ y, chữ e và chữ e. Đây là quy tắc chính tả của chữ ngờ kép, còn chữ ngờ đơn của chúng ta sẽ thì sẽ đứng trước chữ a, chữ o, chữ u, chữ ư, chữ ơ. Thì đây chính là quy tắc của ngờ đơn và ngờ kép thì các em hãy nhớ quy tắc này để chúng ta có thể làm tốt được các bài chính tả các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Em hãy viết lại chữ cái tương ứng với những cách đọc sau. Ở đây cô sẽ có cách đọc là L. L là cách đọc của chữ nào các em nhỉ? À L chính là cách đọc của chữ L. Cô có từ N chính là cách đọc của chữ N. Tiếp theo cô có cách đọc là H. H chính là cách đọc của chữ H. Và cô có K là cách đọc của chữ K Vậy thì ở đây chúng ta thấy là chữ L sẽ, thì sẽ đọc là L Còn chữ N thì sẽ đọc là N Chữ H thì sẽ đọc là H Và chữ K thì sẽ đọc là K Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 3 Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4 Em hãy viết theo mẫu sau đây Chúng ta sẽ được học chữ Á chữ á cách viết hoa của chữ á. Và các em lưu ý à chữ á và chữ ớ thì khi viết hoa thì chúng ta cần phải viết hoa đúng kiểu chữ và chúng ta phải đặt bút đúng cái điểm đặt bút của chữ á và chữ ớ. Và khi viết thì các em lưu ý là viết đúng chính tả, viết nắn nót, viết thật là đẹp các em nhé. Và với bài viết theo mẫu này thì các em có thể viết sao vở bài tập ra giấy kiểm tra hoặc là Giao vở ô ly đều được. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần bài đọc 2. Phần đầu tiên sẽ là phần đọc hiểu. Như vậy để có thể chữa được các bài tập ở trong phần bài đọc 2 thì các em hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập 1 của cuốn sách cánh diều, trang 17, 18, sau đó các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc Một ngày hoài phí và chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các bài tập có ở trong phần đọc hiểu của bài đọc 2. Bài đọc Một ngày hoài phí. Mẹ đánh thức cậu con trai dậy và dặn: "Hôm nay con hãy trồng một cái cây và đọc quyển truyện này nhé." Mẹ đi rồi, cậu bé lại nằm xuống và thiếp đi. Khi cậu tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cậu muốn bắt tay vào việc nhưng lại nghĩ: "Mình còn cả một ngày mà." Sau một hồi chạy nhảy ngoài vườn, cậu lại ngồi nghỉ, quên hẳn lời mẹ dặn. Buổi chiều mẹ về, thấy con chưa làm được gì, Mẹ bảo con hãy đi theo mẹ xem hôm nay mọi người làm được những gì. Mẹ đưa cậu đến bên một đống thóc lớn và nói: "Buổi sáng những hạt thóc còn nằm trên bông lúa, cô lái máy gặt đập đã làm việc suốt ngày để có đống thóc này." Sau đó hai mẹ con vào thư viện, bác thủ thư chỉ lên cái giá lớn đầy sách: "Đây là những cuốn sách mọi người đã đọc hôm nay. Cậu bé hiểu mình đã để một ngày trôi qua hoài phí." Bài đọc của tác giả Su Khomlin Xki Lê Vân Dịch. Sau khi các em đã lắng nghe nghe cô đọc xong bài đọc rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào nội dung của bài đọc để đi trả lời cho các bài tập có ở trong phần đọc hiểu này các em nhé. Bài 1. Người mẹ trong bài đọc đã yêu cầu con trai mình làm những việc gì? Em hãy đánh dấu tích vào sự vật có trong công việc đó. Đầu tiên, bức hình đầu tiên là đọc sách. Bức hình số 2 là chơi đá bóng. Bức hình số 3 là trồng cây và bức hình số 4 là à, cùng con đi chơi. Như vậy thì người mẹ trong bài đọc đã yêu cầu con trai làm những việc gì? Thì chúng ta sẽ à, quan sát đoạn đầu tiên của bài đọc để tìm ra câu trả lời. Hôm nay con hãy trồng một cái cây và đọc quyển truyện này nhé. Như vậy người mẹ đã yêu cầu cậu con trai của mình làm hai việc. Việc đầu tiên chính là đọc quyển truyện, việc thứ hai là trồng cây. Thì đây chính là hai việc mà à, mẹ đã yêu cầu cậu con trai của mình làm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Vì sao cậu bé quyết định chạy nhảy ngoài vườn thay vì bắt tay vào những công việc mẹ giao cho mình? Vậy thì theo các em vì sao cậu bé lại quyết định chạy nhảy ngoài vườn thay vì bắt tay luôn vào những công việc mẹ giao cho mình? các em nhỉ mẹ đi rồi cậu bé lại nằm xuống và thiếp đi khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã lên cao cậu muốn bắt tay vào việc nhưng lại nghĩ mình còn cả một ngày mà sau một hồi chạy nhảy ngoài vườn, cậu lại ngồi nghỉ, quên hẳn lời mẹ dặn. Như vậy, lý do mà cậu bé quyết định chạy nhảy ngoài vườn thay vì bắt tay vào những công việc mẹ giao cho mình vì cậu bé đã nghĩ rằng mình có cả một ngày. Nghĩa là cậu bé nghĩ rằng là mình đã có cả một ngày để làm việc. Như vậy, câu trả lời đúng cho bài số 2 đó là vì cậu nghĩ mình có cả một ngày dài để làm việc. Như vậy câu trả lời cho bài số 2 đó là lý do mà cậu bé quyết định chạy nhảy ngoài vườn thay vì bắt tay vào những công việc mẹ giao cho mình là vì cậu bé nghĩ mình có cả một ngày dài để làm việc. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 2. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Trong khi cậu bé lãng phí một ngày của mình thì mọi người xung quanh đã làm được gì? Để trả lời được câu hỏi này chúng ta sẽ uh, mở sách giáo khoa. Tiếng Việt lớp 2, à, trang 18, buổi sáng những hạt thóc còn nằm trên bông lúa, cô lái máy gặt đập đã làm việc suốt ngày để có đống thóc này. Như vậy thì à, trong khi cậu bé lãng phí một ngày của mình thì mọi người xung quanh đã làm được việc đầu tiên là cô lái máy gặt đập đã à, tách được một à, đống thóc lớn. Đầu tiên là cô lái máy gặt đập tách được một đống thóc lớn tiếp theo sau đó hai mẹ con vào thư viện bắt thủ thư chỉ lên cái giá đầy sách đây là những cuốn sách mọi người đã đọc hôm nay như vậy khi mà cậu bé lãng phí một ngày thì mọi người đã làm thêm một công việc nữa đó là mọi người đọc sách rất nhiều trong thư viện hay là mọi người đọc được rất nhiều sách trong thư viện như vậy thì khi cậu bé đang lãng phí một ngày của mình thì mọi người đã làm được rất là nhiều việc. Cô lái máy gặt đập thì đã tách được một đống thóc lớn, còn mọi người thì đọc được rất nhiều sách trong thư viện. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 3. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4. Em hãy đánh dấu tích vào ô trống nên hoặc không nên với cách sử dụng thời gian trong bảng dưới đây. Cô có các cách sử dụng thời gian sau đây. Thứ nhất, vui chơi cả một ngày dài không làm bất cứ việc gì vậy thì vui chơi cả một ngày dài không làm bất cứ việc gì thì rất là lãng phí thời gian đây là việc chúng ta không nên làm thứ hai là sắp xếp các công việc cần làm theo thời gian biểu hợp lý thì đây là một công việc chúng ta nên làm thứ ba thời gian học bài thì lại dùng để xem phim đọc truyện thì đây là một việc chúng ta không nên làm ban ngày đi ngủ ban đêm học bài đây cũng là một việc làm chúng ta không nên làm các em nhé cuối cùng, giờ nào việc đấy không sử dụng thời gian vào sai mục đích thì đây chính là việc mà chúng ta nên làm. Vậy thì à, qua bài 4 này thì chúng ta đã biết được thêm các cách để chúng ta sử dụng thời gian hợp lý. Đầu tiên là chúng ta cần phải biết sắp xếp công việc cần làm theo thời gian biểu hợp lý. Thứ hai là giờ nào việc nấy chúng ta không nên sử dụng thời gian à, sai mục đích và À, ngoài ra là cả một ngày thì chúng ta cần phải tập trung à làm việc và chúng ta không nên chỉ có vui chơi mà chúng ta cần phải dành thời gian vào cho công việc của mình tiếp theo nữa là à, khi mà có thời gian học bài thì các em không được xem tivi không được đọc truyện mà chúng ta sẽ tập trung vào để chúng ta học bài khi nào có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ dành cho những việc vui chơi giải trí như là xem phim đọc truyện tiếp theo nữa là chúng ta à, nên học Ban ngày có nhiều thời gian thì chúng ta nên tập trung học bài, ban đêm thì chúng ta có thể học bài một chút sau đó chúng ta sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi các em nhé. Thì đấy là cái cách mà chúng ta à, sử dụng thời gian làm sao cho hợp lý. Thì các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập bài 1. Em hãy gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì trong các câu dưới đây. Câu A: Đây là chú mèo mướp nhà em. Vậy thường chúng ta sẽ hỏi câu hỏi là đây là gì? và câu trả lời đó là chú mèo mướp nhà em vậy thì bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì ở đây đó là chú mèo mướp nhà em em sẽ hỏi đây là gì chúng ta thường sẽ hỏi câu hỏi là đây là gì và chúng ta sẽ có câu trả lời đó là chú mèo mướp nhà em tiếp theo cô b mẹ là người em yêu quý nhất vậy thì chúng ta thường sẽ có câu hỏi là mẹ là ai thường chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi đó là mẹ là ai hoặc là mẹ là gì cũng được thì câu trả lời là người em yêu quý nhất vậy người em yêu quý nhất chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì tiếp theo câu c túi đồ đó là món quà bà ngoại tặng em vậy thì chúng ta sẽ có câu hỏi đó là túi đồ đó là gì chúng ta sẽ có câu hỏi là túi đồ đó là gì chúng ta sẽ có câu hỏi là túi đồ đó là gì và câu trả lời đó là món quà bà ngoại tặng em vậy món quà bà ngoại tặng em chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì câu d đây là bộ phim mà em yêu thích nhất thì chúng ta sẽ có câu hỏi đây là gì chúng ta sẽ có câu hỏi đây là gì và câu trả lời sẽ là bộ phim mà em yêu thích nhất thì đây chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì như vậy, với câu A thì bộ chúng ta sẽ hỏi đây là gì, sau đó chúng ta sẽ trả lời đó là chú mèo mướp nhà em thì chú mèo mướp nhà em chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì. Câu B, người em yêu quý nhất chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì hoặc là là ai. Mẹ là ai hoặc là mẹ là gì. Câu C, món quà bà ngoại tặng em chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì? Túi đồ đó là gì? Là món quà bà ngoại tặng em. Câu D, bộ phim mà em yêu thích nhất. Vậy thì Bộ phim mà em yêu thích nhất chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì? Đây là gì? Là bộ phim mà em yêu thích nhất. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 1. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy giới thiệu với bạn những con vật xuất hiện trong bức tranh dưới đây bằng việc sử dụng mẫu câu đây là gì? Ở đây chúng ta thấy có chú mèo và chú cún. Vậy thì chúng ta sẽ và sử dụng mẫu câu đây là gì để giới thiệu và cho các bạn biết về hai con vật này ví dụ cô nói là đây là con mèo thì cô sẽ giới thiệu rằng đây là con mèo rất đáng yêu cô sẽ có câu đây là con mèo rất đáng yêu và cô đã sử dụng mẫu câu đây là gì chúng ta thường sẽ hỏi đây là gì và câu trả lời đó là con mèo rất đáng yêu tiếp theo cô sẽ lại sử dụng mẫu câu đây là gì để giới thiệu về chú cún thì cô sẽ có câu như sau đây là con chó có bộ lông màu nâu. Các em thấy đây là con chó có bộ lông màu nâu rồi đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ giới thiệu rằng đây là con chó có bộ lông màu nâu. Như vậy, ở đây cô đã sử dụng được mẫu câu đây là gì để giới thiệu về chú mèo và chú chó thì cô sẽ có hai câu. Đây là con mèo rất đáng yêu và đây là con chó có bộ lông màu nâu. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 2. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3 em hãy sử dụng mẫu câu ai là gì để giới thiệu các đồ dùng học tập sau đầu tiên là chiếc bút máy vậy nếu sử dụng mẫu câu ai là gì thì trong câu nó phải có xuất hiện của từ là để dùng để giới thiệu nhận định khẳng định vậy thì uh, với chiếc bút máy thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu ai là gì như thế nào các em nhỉ cô sẽ có một câu như sau cô lấy ví dụ như là chiếc bút máy này là món quà mẹ tặng em nhân dịp sinh nhật chiếc bút máy này là món quà mẹ tặng em nhân dịp ngày sinh nhật câu của cô như sau chiếc bút máy này là món quà mẹ tặng em nhân dịp sinh nhật. Như vậy ở đây thì cô đã sử dụng mẫu câu ai là gì để giới thiệu về chiếc bút máy. Thường là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là ở đây chúng ta thấy chúng ta có giới thiệu về chiếc bút máy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là chiếc bút máy này là gì và bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì ở đây chính là là món quà mẹ tặng em nhân dịp sinh nhật. Đấy là cách mà chúng ta đặt câu cũng như là à đặt câu hỏi cho bộ phận là gì ở trong mẫu câu ai là gì. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt một mẫu câu ai là gì để giới thiệu về cái cặp sách. Cô lấy ví dụ, cái cặp sách kia là chiếc cặp em thích nhất. Thường chúng ta sẽ đặt câu hỏi là cái cặp sách kia là gì vào bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì trong câu này đó là là chiếc cặp em thích nhất. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 3. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 4. Em hãy nối các cụm từ sau sao cho phù hợp. Ở đây này, bạn Hà chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai này chú mèo mướp là bộ phận trả lời cho câu hỏi con gì này cuốn sách đó là bộ phận trả lời cho câu hỏi cái gì tiếp theo là món quà bà tặng em này là thú cưng của chị em này là học sinh gương mẫu đều là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì hết vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép để được một được mẫu câu hỏi để được các câu theo mẫu câu ai con gì cái gì là gì các em nhé tiện đầu tiên bạn Hà bạn Hà là học sinh gương mẫu vậy thì chúng ta sẽ có câu hỏi bạn hà là gì và bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì đó là là học sinh gương mẫu tiếp theo chú mèo mướp là thú cưng của chị em vậy thì con gì là thú cưng của chị em và câu trả lời đó là chú mèo mướp vậy thì chú mèo mướp là gì chú mèo mướp là thú cưng của chị em tiếp theo cuốn sách đó cuốn sách đó là món quà bà tặng em vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi là cuốn sách đó là gì là món quà bà tặng em hay là cái gì là món quà bà tặng em Và câu trả lời đó là cuốn sách đó Thì sau khi chúng ta đã nối Thì chúng ta đã được à, các câu theo mẫu câu ai Cái gì, con gì, là gì rồi Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài viết 2 Em hãy hoàn thành bản tự thuật của em theo mẫu dưới đây Cô có mẫu tự thuật như sau Đầu tiên chúng ta sẽ có các thông tin họ và tên này Thông tin về giới tính là nam hay nữ này Thông tin về ngày sinh Thông tin về quê quán, thông tin về nơi ở hiện nay, thông tin về học sinh của lớp nào, trường nào, sở thích là gì và kết thúc bản tự thuật thì chúng ta sẽ ghi thời gian, địa điểm này, ngày tháng năm chúng ta viết cái bản tự thuật đó và chúng ta sẽ ký và ghi rõ họ tên của mình như vậy. Ở đây trong bản tự thuật này đầu tiên chúng ta phải điền rõ họ và tên. Cô lấy ví dụ như là họ và tên là bạn Nguyễn Bảo Nhi chẳng hạn thì ở đây chúng ta sẽ ghi họ và tên là Nguyễn Bảo Nhi. Tiếp theo, giới tính. Giới tính là nam hay nữ? Giới tính là nữ thì chúng ta ghi là giới tính nữ. Ngày sinh, cô lấy ví dụ như là sinh ngày 14 tháng 10 năm 2016 chẳng hạn. Tiếp theo là quê quán. Cô lấy ví dụ là bạn Nhi thì quê ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quê quán ở Hoàn Kiếm, Hà Nội chúng ta sẽ ghi là quê quán là Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiếp theo, nơi ở hiện nay, vậy nơi ở hiện nay là ở đâu, chúng ta cần phải ghi rõ địa chỉ, số nhà này, Nếu ghi rõ số nhà này, phường này, thành phố. Cô lấy ví dụ là nơi ở hiện nay là số 10 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiếp theo, chúng ta cần phải ghi rõ thông tin học sinh lớp nào. Bạn Bảo Nhi là học sinh lớp 2A thì chúng ta sẽ ghi là thông tin là học sinh lớp 2A, trường nào? Chúng ta ghi rõ là trường tiểu học Phan Chu Trinh, Ba Đình Hà Nội. Bạn Bảo Nhi là học trường tiểu học Phan Chu Trinh, Ba Đình Hà Nội. Tiếp theo sở thích. Sở thích cô lấy ví dụ như là à, bạn Nhi có sở thích là vẽ tranh chẳng hạn thì chúng ta sẽ ghi là sở thích là vẽ tranh. Sau khi chúng ta ghi rõ được các thông tin tự thuật của bản thân mình rồi thì các em cần phải ghi uh, địa điểm, ngày tháng năm viết bản tự thuật đó. Địa điểm là Hà Nội, Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023 người viết bản tự thuật thì chúng ta sẽ phải ghi rõ họ ghi rõ ký ký tên và họ và tên người làm tự thuật là bạn bảo nhi chúng ta sẽ ghi là bảo nhi này sau đó chúng ta cần phải ký ghi, ghi rõ họ và tên của mình bảo nhi nguyễn bảo nhi như vậy các em cần phải nhớ là để viết được một bản tự thuật thì chúng ta sẽ cần có các thông tin thứ nhất là thông tin họ và tên thứ hai là thông tin giới tính thông tin ngày sinh thứ ba là quê quán thứ tư là nơi ở hiện nay thứ năm là học sinh của lớp nào và thứ sáu là học sinh của trường nào và sở thích là gì và kết thúc bản tự thuật thì chúng ta cần phải ghi rõ địa điểm thời gian mà chúng ta viết cái bản tự thuật đó và cuối cùng là người tự thuật là chúng ta cần phải ký tên và ghi rõ họ tên của mình thì đấy là những thông tin trong một bản tự thuật thì các em hãy nhớ ghi lại à, câu trả lời vào trong vở bài tập của mình các em nhé tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần góc sáng tạo dựa vào bản tự thuật em đã điền ở trên, em hãy viết 4 đến 5 câu giới thiệu về bản thân mình. Vậy thì dựa vào bản tự thuật ở bài trên thì chúng ta sẽ viết 4 5 câu để giới thiệu về bản thân mình thì cô sẽ có gợi ý như sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải giới thiệu rõ họ và tên của mình. Thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu là chúng ta học ở học ở lớp nào, là học sinh của trường nào. Thứ ba là chúng ta sẽ nói sở thích của mình là gì Thứ tư là ước mơ của mình là gì Thì với bốn gợi ý này thì cô sẽ có đoạn một đoạn văn ngắn bốn câu để giới thiệu về bản thân mình như sau Em tên là Nguyễn Bảo Nhi, học sinh lớp 2A, trường tiểu học Phan Chu Trinh Em rất thích vẽ tranh, ước mơ của em là trở thành một họa sĩ nổi tiếng Như vậy, ở câu văn đầu tiên là cô đã giới thiệu được họ và tên đầy đủ của mình Ở câu văn số 2 là cô giới thiệu được là học sinh của lớp nào, của trường nào và câu văn số 3 là cô giới thiệu được sở thích của mình là gì? Và câu văn số 4 thì cô đã giới thiệu được ước mơ của mình là gì? Thì đấy là bốn gợi ý để chúng ta có thể viết được một đoạn văn giới thiệu về bản thân mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần tự đánh giá. Bài 1, sau bài 1 và bài 2 em đã được học những chữ hoa nào? Vậy thì sau bài 1 và bài 2 thì các em đã được học những chữ hoa nào các em nghĩ? Là mình đã được học chữ A, chữ Á và chữ Ớ. Vậy thì sau bài 1 và bài 2 thì các em đã được học chữ A này, chữ Á này và chữ Ớ. Tiếp theo, em hãy viết tên của hai bạn học sinh trong tổ em có chữ cái đầu tiên là chữ hoa đó. Cô lấy ví dụ ở trong tổ của cô thì sẽ có bạn Ánh này và bạn Ân. Và bạn Ánh thì được bắt đầu bằng chữ A, còn bạn Ân thì được bắt đầu bằng chữ Ớ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy tìm và viết ba từ chỉ sự vật vào bảng sau sao cho phù hợp. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm ba từ chỉ người. Ở đây là chúng đề bài yêu cầu là tìm ba từ chỉ sự vật thì từ chỉ sự vật thì sẽ gồm có từ chỉ người này, từ chỉ con vật và từ chỉ thời gian. Vậy thì chúng ta sẽ tìm ba từ chỉ người. Ba từ chỉ người đơn giản là bố này, mẹ này, anh trai. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm ba từ chỉ con vật. Cô lấy ví dụ như là con mèo này, con gà này, con chó này tiếp theo chúng ta sẽ tìm ba từ chỉ thời gian ví dụ như là năm ngoái hay là hôm nay ngày mai như vậy là chúng ta đã tìm được ba từ chỉ sự vật. Đầu tiên là từ chỉ người thì có bố, mẹ, anh trai. Chúng ta có từ chỉ con vật có con mèo, con gà, con chó. Chúng ta có từ chỉ thời gian là năm ngoái, hôm nay và ngày mai. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 2. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Em hãy đặt câu hỏi cho phần được in đậm trong các câu sau câu a môn toán là môn học em yêu thích nhất vậy thì phần in đậm ở đây là môn học em yêu thích nhất phần in đậm chính là câu trả lời vậy chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi cho uh, câu trả lời này thì cô sẽ có câu hỏi ở đây cho có từ là thì chắc chắn đây sẽ là câu hỏi sẽ phải là gì rồi thì chúng ta sẽ có câu hỏi là môn toán là gì chúng ta sẽ hỏi là môn toán là gì và câu trả lời đó là là môn học em yêu thích nhất chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì tiếp theo câu b con gà là chiếc đồng hồ di động của mọi nhà vậy con gà đây chính là bộ phận trả lời chính là câu trả lời bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi cho câu trả lời là con gà nếu là con gà thì chúng ta sẽ phải hỏi là con gì vậy chúng ta sẽ có câu hỏi là con gì là chiếc đồng hồ di động của mọi nhà vậy thì con gì là chiếc đồng hồ di động của mọi nhà và câu trả lời sẽ là con gà tiếp theo chúng ta sẽ có câu c bố em là chú bộ đội hải quân vậy câu trả lời là chú bộ đội hải quân vậy chúng ta phải tìm câu hỏi cho câu trả lời là chú bộ đội hải quân vậy cô sẽ có câu hỏi đó là bố em là ai hoặc là bố em là gì cũng được thì cô sẽ có câu trả lời đó là là chú bộ đội hải quân ở đây chúng ta thấy là chú bộ đội hải quân chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi là là ai ở trong câu các em nhé như vậy các em lưu ý này nếu như mà là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì thì chúng ta sẽ đặt là nếu như là con vật thì chúng ta sẽ hạn đặt là con gì là gì còn nếu như là đồ vật thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi cái gì là gì còn nếu như là à, người thì chúng ta sẽ hỏi là ai là gì hoặc là là ai thì các em phải nhớ để chúng ta áp dụng để làm các bài tập à, à, theo mẫu câu ai cái gì con gì là gì các em nhé như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài số 2 đó là bài thời gian của em rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài số 3. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.